và các bạn, Kimberly vừa nhận được cái này, cũng là cái dây đồng hồ đó, mà cái loại sport đó. Bây giờ Kimberly mở ra nha, cho các bạn xem màu gì nha. Đây, Kimberly mua màu này. Kimberly thích màu này nè, màu lavender á. Đây. Đây cái màu tím. Nó chỉ là một sợi vậy thôi, nó giống như là dây thun vậy đó. Cái này mình chỉ xỏ vô giờ, mình chỉ cần xỏ nó vô giống như dây thun vậy đó. Dễ làm hơn. Cái này ha. Nè, đây nè, cái này bữa hổm Kimberly mua cái đầu tiên đó. Mình chỉ bóp đây, lấy ra. Cái này cẩn thận. Cái này mà gớp xuống là nó bể giống như cái điện thoại vậy. Mình bấm cái nút ở phía trong này. Nè, mình lấy nó ra. Kimberly bỏ con dây vô nha. Ở dưới này nó có một cái nút nhỏ xíu này nè ha. Thì cái mặt này nó phải nằm phía dưới. Ở trong này nó cũng có một cái lỗ nhỏ nhỏ, thì nó sẽ dính vô trong đó, nó khóa lại. Bên này cũng vậy. Đây nó như vậy. Để mở lên cho các bạn xem nha. Ban ngày thì nó là hình như vậy ha, nó là ban dùng cây kim. Còn ban đêm á là nó digital, là nó bằng số á các bạn. Đây, mình chỉ mang vô như vậy. Kimberly mua cái size này là size nhỏ nhất, cái số small đó, size nhỏ nhất, tay Kim nhỏ lắm. Gọn ha, cái này để mình đi bộ đó, để Kim đi bộ. Thì nó đo nhịp tim, rồi nó đo Kim đi được bao nhiêu bước chân, rồi mắc bao nhiêu calorie trong một tiếng hoặc là một mile. Và nó có nhiều function lắm, nhưng mà Kim đi chưa có xài hết. Rất đẹp. Đồng hồ này nó có nhiều cái band màu khác nhau lắm, mặc sức mà cho các bạn lựa thay đổi. Cái band này Kimberly mua là 99 đồng, chưa có thuế nha các bạn. Cái loại sport band á thì nó rẻ hơn là cái trusty band như bằng da rồi đó, nên giá nó khác. Đẹp ha. Rồi, hôm nay chỉ có vậy thôi. Kimberly chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video kế tiếp. Thank you for watching. Bye bye. Màu này rất là đẹp, Kim thích lắm nè. Một tím cà đó.